phải hang dài cây số nhảy tương tương vậy. Phải hang dài cây số nhảy tương À, xin chào các bạn đã đến tương. map kinh nghiệm tiếp theo của Gmod. Thì đồng hành với tôi đồng vẫn hành là với ba tôi người ở mặt là trước, ba người ở mặt trước, OT, AM và School, School gì đó. Gọi nó sợ đi cho nó ngắn, mới mất công sợ sợ mà quá. Không muốn sợ đâu, không biết mềm hay cứng. Ờ đi thôi. Ê sao lắc lắc đấy. Chưa biết mềm. Ê đây có chung chìa khóa nè. Chìa khóa không lấy được. Nó chỉ là cho em biết. Rồi, vừa vào thấy mặt già trên đây nè, hai già mặt trên đây nè. Đó thấy không? Ở đây là bệnh viện à. Thấy là bệnh viện à. Sai lầm hả? Ủa cái bệnh viện mà mấy cái tấm rèm này sao cứng ngắc vậy? Ôi có cửa, ôi có người chạy qua kìa. Ghê quá, có cái xác trong đây là trùng mềm lại nè. Đâu đâu. Thôi, đừng kể nữa, ghê quá. Rồi, cái xác sao giống có cái gối. Chạy qua. I need something. Đây nó ghi là cần cái gì đó để bởi. Phải hồi. What the hell? Phải. Crow 3. Nó giống Death Bay. Ủa à không. Ôi, mấy máu máu nó phun kìa. Ê giống giống cái bao cát ghê. Ê mấy người à, mấy thanh niên vô đây coi này vui lắm nè. Tôi hấp nhân cạo cho tôi sẽ cứu sống nó nha. Người nó giật trở lên nè. Đó. Ủa sao cái phòng này không có cửa, đẩy cái ghế lại coi. Lại chui vô. Lại tôi chui vô toilet. Ôi, ôi, phải cần gì cửa này chạy xuyên qua được mà ông thần. Này giống như tấm rèm vậy á. Ôi thần ơi, kê ghế vô nhảy lên như thiệt vậy. Phải. Ôi xác cháy đen. Mấy ông ơi, đập là nó bể rồi, đi kiếm cái gì vậy? Dạ, kiếm gì đâu. Ủa, đây treo có nó, cổ đây có nó. Có chìa khóa nữa nè. Treo có mông lên trần nhà. Có chìa khóa nè. Find the key. Cửa đây khóa nè, chắc là chìa khóa cửa đó rồi. Khóa đây nè. Khóa đây nè. Ủa, cái gì vậy? Con gì kêu ơi? Bên trái, bên trái. Không nghe bên trái. Bên trái. Này, đây, đây, anh phân ra. Trời ơi. Đi đi. Rớt cái xác xuống kìa. Ôi máu từ trên tường tè xuống dưới đó. Cửa khóa. Sao cái bệnh viện mà có cái cửa sắt này giống nhà tù vậy? Đây có đường đi nè mọi có người. Có cửa nè, có đường đi nè. Đây có đường đi nè. Để chạy vòng vòng coi đây mình còn có cần lấy gì không đã. What the hell? Thành thôn gì vậy? Lock. Đây là chìa khóa đi. There is a key. Ủa? Đó. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Nếu ai nhập được chìa khóa thì nó bảo là there is a key on this box. Cái chìa khóa này nằm trong cái thùng. Đập hết đi, đập hết đi, đập hết đi. Đây. Mang đứng lại, nó trong góc nè. Rồi nhặt đi. Rồi. Rồi đi. Rồi đi. À còn gì kêu ghê vãi. À, chìa khóa chỗ nào đâu? Cái búa lưỡi liềm là cái gì đây? Búa lưỡi liềm là đạn. Để mở cửa đi. Ủa, đây, cửa này nè, cửa này nè. Chìa khóa không để đâu, để đâu. Cửa này nè. Đó. À. Đây hả? Đây hả? Đó, mở rồi đó. Rồi đâu rồi? Đó, mở rồi đó. Ủa, mẫu không? Mẫu có chân kẹt. Vô đi. Có xác ở đây nữa. Vãi, ở đây mà nó không cho cái khe này mà lách qua không được thì mở cửa đi vòng vòng vậy hả? Checkpoint 1. Tí nữa có chết thì quay lại cái checkpoint 1 ở dưới. Ủa, phòng này mà... What? Gì vậy? Chó đầu sủa đây. Chó đâu mà chó. Ổng la hả? Phải. Tôi nghe ổng. Phải.
gì giống tiếng chó thiệt chứ mày. Thiệt. Tôi là chó chuột. Ê cửa này mở rồi nè. Mình la mà nó tưởng chó. Ê thanh niên bấm nút đó đây, cửa mở ngoài đây rồi nè. Ôm đi, ôm đi. Bị cái cửa đập vô mặt cái chín còn 90 giọt. Có đường đi đây nè, mấy thanh niên ơi. Đâu nữa? Đây nè. Sao? Sao? Gì đây? Gì đây? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Rung động con tim quá. Vô đâu? Vô đâu? Vô đâu? Nè có cái đường ở dưới nè anh, anh. Nè, đứng lại. À à rồi 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 thấy rồi. Mấy thùng này đập cũng được. Thôi âm thanh ghê quá vậy. Qua đây nè em, qua đây nè em. Mở tủ. Không mở được. Nó bị chặn bên kia rồi. Nó đập được. Nó đập được. Đây 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 đây. Phải con nào la ghê vậy? Đi. Như con động kinh. Đây nước nè, đây nước nè. Đây đây cửa này, cửa này mở được nè. Chơi thử đi, chơi thử đi. Cửa nào? Thấy cửa nào không? Em đang đứng, em đang đứng trong đây nè. Phải. Ai xuất sách của nói gì chưa kịp coi. Của anh, của anh bấm vô đây nè. Mở được, mở được. Đây không có gì hết á. Chẳng có gì ngoài tivi bể. Tìm coi nút nào bấm không để mở cửa ngoài kia. Đây cửa đây. Ừ mấy cái phòng. Phòng có gì. Ui gì đi. Có con gì, có con gì đó. Mẹ nó bò hết nó hồn. Wow. You have a blow chop. Đây gì vậy? Cái gì cái gì kêu kêu blow chop vậy? What the fuck? Cái kêu blow chop. What the fuck? Blow chop. You have a blow chop. Anh dùng blow chop. Đọc nãy đọc đèn pin là chói chói mà. Thử vô cái này coi. Thử vô cái này coi. Đây. Chìa khóa. Có cái chìa khóa. Gì đấy? Chìa khóa rồi. Nhặt chìa khóa nghe cái tiếng con nào kêu. Ui. Ui ui ui. Help me, help me. Ti chổng rồi. Ti chổng rồi. Nhốt chổng rồi. Chổng rồi. Ủa đâu rồi mọi người nói sao? Tôi bị nhốt trong đây rồi, không ra được. Đỡ héo. Ở đâu? Giờ sao? Tôi nghĩ ông nên từ từ mình đi check point 1 đi. Vãi thiệt. Ủa thấy Kenty đang đứng bên đây nè. Đâu? Mở cửa được chứ. Đó, đứng đằng sau cái cửa đó đó. Vãi. Giờ là phải tưởng sợ rồi. Đi. Nè, qua nhà. Anh sẽ gọi bạn ở đây sao? Oh. Chip one. One. Mày nãy lấy được cái mày lấy được cái thoát cho nào vậy? Anh Lâm đi, Lâm chuột coi có không? Có. Rồi cửa đây mở được nè. Ở đâu? Ở đâu? Ở đây nè. Đợi Kenty đi. Đợi Kenty đi. Rồi ra. Rồi ra. Đi đi. Ủa? Chiếu sáng. Gì đấy? Lên thiên đàng à? Ôi. Phải kẹt rồi. Phải kẹt rồi. Ủa mọi người đâu rồi? Ê đỡ. Ủa? Ôi. Từng người, từng người ra thôi. Từng người đi ra thôi. Ra thôi. Ôi nghe tiếng hít hít mũi của ai. Ủa? Tôi nào vậy? Em không biết em đang ở đâu nữa. Vậy mới thấy cô nàng đứng ngay sau lưng. Đâu rồi? Em chạy ngược đường hả? Rồi chưa, rồi chưa. Rồi chưa, rồi chưa. Dạ. Không tại nó lát cái hồi em không thấy ăn đâu. Ở đây cho máy quay đi trước đi, thế nào cũng có. Cũng có điềm mà. Có điềm mà. Nhảy nhảy đó hồi kẹt. Nhảy đó hồi kẹt. Kẹt đâu? Kẹt đâu? Rồi Kenty ra. Rồi Kenty ra. Rồi thương ra. Rồi thương ra luôn rồi đi. Đi quay đâu? Ở đường tối vãi, chạy hoài không thấy. Không hết đường hành lang. Hết đường hành lang. Ôi. Ủa kẹt kẹt phải OT rồi. Em đánh anh em đi. The hell?
Kiểu checkpoint này hay. Checkpoint hay. Cái gì vậy? Cái gì đẹp quá vậy? Ủa lên thiên đàng mẹ rồi. Oh, wow. What the fuck? Bơm máu. Rồi. Phải nhảy, phải nhảy, phải nhảy. Giống mày pháp đấy. Phía bên đi hop. What the hell? Cứ té chết là bị mất 10 máu. Ủa cái gì vậy? Nhảy 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 từ từ nha. Đây 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 nè. Qua đây qua đây. Mà có đường rồi. Đi. Ê! Đi đi. Bởi sao có xe đâu quay gì? Bộ, bị đảo lộn rồi. Lộn đất, đầu đít 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 đưa lên đầu rồi. He he. Ủa gì đấy? Ủa, sát người. Phòng này hay nè. Ủa xong vô được cái phòng này. Phòng này nè, vô đây nè. Vô đi mấy thằng ơi. Ê. Cho chân kẹt kìa. Rồi khoan. Hãy dướng cái đèn không đi được, bựa quá. Ở đây đứng kia vậy. Có người đẹp nào đứng đây vậy? Ôi, ma nữ. Tập nó. Mà mặt của nó giống như nó sẽ bị tự. Ờ, đây nè. Ủa, không, đây là căn phòng thôi, không có. Hồi nãy nó bị trap chứ mà hồi nãy phải từ từ. Mấy cái cửa này nãy nó đang mở. Dọc con ma nữ này đóng lại hả? Find something. Trong này có gì nữa không? Trong này có cái xe lăn nè, lăn xe ra. Lăn xe. Phòng nào cũng y chang nhau ta. Nó có đánh lười mình không? Nó không nói chuyện với mình luôn. Không nói chuyện với mình luôn. Thì qua sao đây? Qua sao đây? Ma nữ đẹp, đẹp quá. Đẹp quá đẹp. Cái gốm, cái mặt của nó kìa lát như là Sida thì kìa. Ờ, thế là kìa, mất rồi kìa mọi người. Ôi, tự nhiên mất. Mới lượm được cái chìa khóa nè. Đang chìa khóa đâu vậy? Khóa đâu vậy? Mà thanh niên đồng nát quá ấy. Nó nằm ở trong cái góc giường. Có cửa vô nè. Mày ma nữ hiện trước mặt. Quái, nó đưa cả cặp véo vào mặt mình. Mày coi coi có độ. Đây là một cái lưới nữa hả? Nó có mở ra chứ không? Ý ghê quá. Để anh thử cái cửa này coi. Hả? Đây có cái cửa nè. Bấm nút đi, bấm nút đi. Đây nè. Exit. Đây có cái nút nè. Goodbye. Ở đâu vậy? No! Jesus! Bị trap. Bị ép checkpoint 3 đi. Bị ép nước mía rồi, bị ép nước mía. Ở đây có cửa không đi. Mấy thanh niên này. Ai biết tự nhiên không em bị ma, tự nhiên em bấm cái nó kêu goodbye xong. Cái gì vậy? Sao tự nhiên cái bạn bay ra vậy? Nước ép thương. Checkpoint 3. Vô checkpoint 3 đi. Em không có, em bị kẹt trong cái phòng cũ như hồi nãy rồi. Rồi từ từ đi. Kén. Từ từ đi em. Gì vậy? Thịt nướng à? Ủa? Trời sợ quá đi mà ta. Kinh vô. Rồi, nó đóng cửa kìa. Ơ à. Mày nó móc lên như mấy thằng đó thì khổ. À, thịt người nướng trong đây ghê vãi. Ở đây phòng ăn mà toàn thịt người nướng chổng thôi. Trời, tự nhiên không vô được chứ coi. Cứ đi lại từ đầu. Ủa, cửa số 3 đó. Không, anh không có đi được. Sao kỳ vậy? Thôi em đang tới nè, em đang mở đường tới. Thì mở số 2 xong mở tới đi. Nó có cái cửa mở sẵn. Gì đây? Có ai đứng này? Em đang đi cái con đường mà nó dài hoài không thấy tới. Vậy cô. Ôi biến mất vậy. Ghê. Ủa ai em đâu rồi? Không xuống đây. Xuống đây nè. Xuống. Cái tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Tao mới đi ra đây nè. Rồi chờ thương nó là được. Đâu rồi? Em đi vô xong em có một cái cửa mở sẵn.
chạy hết cuối hành lang luôn. Quẹo trái. Cuối hành lang quẹo trái. À đây có một cái cột màu xanh. Ủa tối thui à? À đây rồi đấy mọi người. Cho em đi em sợ gần chết. Đi đi, có phòng bên phải nè. Quay phải nè. Ờ vô phòng đi. Quay à. Đi đi. Còn một ngóc ngách đi để hồi nữa nó không phải đi động động nát nữa đó. Có gì hả? Đi. Ta đang càng quét cái phòng này rồi. Đó biết mà anh đề phòng trước rồi, anh đề phòng trước rồi, anh lấy cái xác mày nằm là anh đề phòng trước rồi. Biết thế nào người bật dậy. Nữa kìa. Ê! Ông đập nó làm tưởng tưởng nó ngồi dậy. Đâu nó ngồi nó lết lại hướng tôi chưa đập nó lết lại rồi. Đó, đó nhảy nhảy kìa. Làm em nhớ tới game Resident Evil ghê. Ok. Elevator. Đấy, elevator man. Jump scare. Đây, elevator đây. Ủa? Chúng đây, xuống đây. Thanh niên này nó bị kẹt chết. Chết. Cảnh rồi. Cảnh rồi. À! Rồi, đèn lên được rồi đó. Rồi có máy phát điện rồi. Rồi, giờ đi lên lại, đi lên lại. Đi lên lại, đi lên lại. Lên đi. Đâu chỗ chật quá, ngồi xuống một thằng ngồi xuống stuck lên. Đủ rồi vừa. Đủ rồi vừa.